dài em bỏ ngang dài, chớ quê em bên dòng sông dài, quanh năm cây trái hồ. Quanh năm cây trái mời chàng ghé thăm. Tung bay hót nhang trong bình bình, chừng cô đơn áo phong sương hành trình. Từ lòng ai mong qua mi thò xưa về gõ phong, tiếng giang ngang như một tấm thảm lụa về. Xong rồi đi kiếm quán ăn. Theo như lời của mấy anh xe điện đó giới thiệu, nguyên trên con đường này là quán ăn. Nghe nói cái quán lẩu mắm sông Hậu là có tiếng ở đây lắm. Mình vô thử xem thế nào nha. Phía sau nè, đó cái em này là xách cái thao đi hái cái gì đây, đi hái bông sùa đũa. Đây là mình đặt cái lẩu mắm cho nên là cái em này xách cái thao đi hái bông sùa đũa để ăn lẩu mắm. Thời gian chờ đợi thì cũng gọi cái món khác nữa là món cơm chiên để cho mấy em nhỏ. Rồi lẩu mắm cũng đã xong. Đó, bông sùa đũa hồi nãy là mình thấy cái em nó hái đó. Cái lẩu mắm làm có đủ loại rau nha, nhiều rau lắm luôn, đủ thứ loại hết. Nhưng mà cái nước mắm thì nó ngọt như là chè luôn vậy đó. Nó ngọt mà giống như là chè lẩu mắm chứ không phải là lẩu mắm nữa. Nó ngọt lắm. Có lẽ là ở đây cái khẩu vị là như vậy hay sao á, thích ngọt á. Mình chỉ ăn rau rồi ăn cá thôi chứ không có ăn một cái nước mắm này được. Nó quá trời ngọt luôn. Thương em tôi áo đơn sơ và vàng, trên lưng cho nước da nô bằng vàng. Đời tao từng vui cười.
Kim Cần Thơ thì có hai khu, một khu là bán thức ăn, còn một khu là bán đồ lưu niệm, quần áo rồi ở phía bên tay trái nha. Do chiều hôm nay trời mưa nên là chợ đêm cũng không có đông lắm. Chơi chợ đêm rồi đi dạo bến Ninh Kiều, sau đó về khách sạn ngủ nghỉ, sáng 5 giờ là có mặt tại bến Ninh Kiều để đi chợ nổi Cái Răng nha.